Súng tiểu liên micro Uzi là một trong những vũ khí đặc chủng của lực lượng đặc công. Với tốc độ bắn nhanh, thiết kế nhỏ gọn, cơ động thuận tiện, đây được coi là một đối tác tin cậy của các chiến đấu viên đặc công chống khủng bố khi mà tác chiến trong không gian hẹp. Vâng, nhưng để sử dụng thành thạo súng micro Uzi thì có đơn giản và nhẹ nhàng như là cấu tạo và tính năng mà chúng mang lại. Buổi huấn luyện chuyên ngành ở Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 Binh chủng Đặc công sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về điều này. Đã bắn là trúng, đó là yêu cầu trong bài bắn mục tiêu ứng dụng với súng micro Uzi của chiến đấu viên chống khủng bố tại Lữ đoàn Đặc công Bộ 113. Trong thời gian ngắn nhất, chiến đấu viên phải bắn hạ các mục tiêu có kích thước rất nhỏ theo đúng khẩu lệnh. Nhưng đó mới chỉ là thử thách ở các bài bắn tĩnh. Quá trình cơ động tốc độ cao, nếu giữ nhịp thở không tốt, chiến đấu viên khó có đường bắn chính xác. Họ cũng cần tập trung cao độ để sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Hàng nghìn lần khổ luyện, quá trình bắn từ tĩnh sang động, từ động về tĩnh mới giúp họ đạt được trình độ cao. Chỉ huy thường ra các tình huống trong thực tế là nó khác so với cả các bài bắn được huấn luyện nâng cao để mà mình luyện tập cái phản xạ của cơ thể để cho nó linh hoạt hơn trong quá trình tác chiến. Vị chúng tôi là nghiên cứu ngoài các cái bài bắn quy định ra thì nghiên cứu thêm một số cái bài bắn ứng dụng, bài bắn nâng cao để nâng cao cái trình độ và cũng như cái khả năng khai thác, phát huy hết cái tính năng của các loại vũ khí trang bị hiện đại. Tôi ví dụ như là cái bài bắn ứng dụng nâng cao của đội chống khủng bố, bắn vào các cái mục tiêu động. Để đáp ứng tiêu chuẩn thể lực khi sử dụng súng đặc chủng, đòi hỏi phải có phương pháp huấn luyện đặc biệt, từ những bài tập phản xạ của mắt như bắt bóng, chạy bứt tốc và nín thở trong chậu nước để rèn nhịp thở, hay đứng lên ngồi xuống để liên tục nâng cao sức chịu đựng. Tất cả đều cần sự cố gắng đặc biệt của mỗi quân nhân. Thì qua luyện tập thể lực này thì giúp chúng tôi có được sức khỏe dẻo dai, bền bỉ để thực hiện các nhiệm vụ, thì mang đeo được các vũ khí trang bị trên lưng và được quá trình cơ động hành quân đi thực hiện nhiệm vụ được xa. Sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí trang bị có trong biên chế là yêu cầu chung với các chiến đấu viên chống khủng bố. Bởi những tình huống thực tế luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, nguy hiểm liên quan đến tính mạng con người, không có chỗ cho sự bối rối hay sai sót. Đã bắn là trúng là một trong những tiêu chí đặc biệt quan trọng để đảm bảo thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn cho nhân dân.